Lúc trước, khi nào em cảm thấy không vui thì sẽ chạy tới bên hồ ném đá, vừa ném một cái là những chuyện không vui đều quên hết, giống như là tất cả bị chôn vùi dưới hồ vậy. Ném đi. Anh cũng ném nhé. Những người ra tay đánh tôi, mau đi đi. Ác quỷ ở trong lòng, biến đi. Nữ vương thích bắt nạt người khác kia, mau đi đi. Du gia kỳ yếu đuối thích khóc kia, mau đi đi. Đồng tử đáng ghét ngu xuẩn kia, biến đi. Vì sao lại nói như vậy? Anh đã nói cho em, anh yêu em biết chừng nào, nhưng anh vẫn luôn không nói. Hơn nữa anh còn dùng rất nhiều cách ngu xuẩn để đùa giỡn với em. Anh cảm thấy bản thân rất đáng ghét. Những tình cảm đã qua, những vết thương đã qua, mạnh qua binh, hãy bước ra khỏi cuộc sống của em. Dù bao lâu anh cũng sẽ đợi. Anh sẽ ở bên cạnh em, làm thiên sứ của em, mãi mãi bảo vệ em.
Gà. Trong nhà tôi còn đang hầm một nồi gà thật lớn đó. Thịt gà. Học trưởng. Người anh em, tôi nói cho anh, ở đây có một người phụ nữ tên là Châu Tịnh An. Cô ấy ăn rất nhiều, tính khí cực kỳ xấu. Tôi nói cho anh biết, cô ấy còn rất thích tiền. Đặc điểm lớn nhất của cô ấy chính là không cho người khác ăn thịt gà. Tôi... Anh quá đáng rồi đó. Tịnh An. Tịnh An. Tịnh An. Anh có sao không? Có nghiêm trọng không? Tịnh An, em nghe anh nói đi. Tịnh An, em nghe anh giải thích đi. Anh đừng đụng tới tôi nữa. Tịnh An, em nghe anh giải thích đã. Anh biết cách làm của anh có hơi ấu trĩ, nhưng mà em nóng lòng muốn quyết định như vậy sao? Tôi muốn như thế nào liên quan gì đến anh? Anh biết tôi vì buổi gặp gỡ hôm nay đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức không? Bộ quần áo này tốn gần một tháng lương của tôi đó, bị anh làm loạn lên hết rồi. Rốt cuộc anh có ý gì vậy hả? Anh không cần tôi, cũng không cho tôi đi tìm người đàn ông khác. Thật ra anh đang nghĩ cái gì vậy? Tịnh An, anh sợ em nóng lòng tìm người sai thôi. Anh đừng lo chuyện bao đồng nữa. Em nghĩ kỹ lại đi. Em cũng là người có điều kiện. Em tham gia mai mối có cần thiết không? Ý của anh là gì? Con người anh chính là vậy đó. Anh thích mọi chuyện một cách rõ ràng, rồi mới chịu trách nhiệm. Anh cho rằng yêu đương giống như là đang giúp người khác đi kiện đó hả? Chịu trách nhiệm gì chứ? Ai dám đảm bảo lần yêu đương nào cũng sẽ thành công đâu? Không yêu thì làm sao bắt được? Chỉ đứng ở đó nghĩ là có thể tìm ra được phương án sao? Hơn nữa em cũng đâu phải là vị thành niên mà cần chịu trách nhiệm. Được rồi, nhẹ một chút. Được rồi, anh hiểu rồi. Học trưởng, vừa rồi nói hồi lâu rồi, miệng cũng khát rồi, bụng cũng đói rồi. Chúng ta đi ăn một chút gì đó được không? Được rồi, đúng rồi. Giai Kỳ giới thiệu cho anh quán cháo ở đây rất ngon, chính là ở gần đây thôi. Anh đưa em đi ăn được không? Được rồi, đi thôi. Học trưởng, anh cảm thấy bộ quần áo này của em hôm nay thế nào? Anh thấy đẹp hơn bộ quần áo lần trước. Đừng có nhắc tới bộ đó nữa. Được rồi, đói bụng rồi chứ gì. Chút nữa ăn nhiều vào nha. Chân anh không sao chứ? Không sao rồi. Nào, uống ngụm trà trước đi. Giai Kỳ à, cậu ta à, nếu cậu ấy nghĩ thông rồi, cậu ấy sẽ tự tới. Đồng tử, cái tật xấu của cậu cũng phải nên sửa đi thôi. Tôi biết rồi. Anh hứa sẽ không có lần sau đâu. Hai người ngồi đây đi, tôi đi nấu đồ ăn. Đến rồi, nào. Nào nào, hai vị mời vào bên trong. Được rồi, ngồi tự nhiên nhé. Giai Kỳ, trùng hợp vậy. Chúng ta chúc mừng cho Tịnh An đi. Tâm nguyện của cô đã thành hiện thực. Học trưởng cố lên nhé. Cũng không biết là ai, nhất định phải nghĩ cho rõ ràng. Cũng không biết anh ấy nghĩ rõ ràng chưa, không khéo lại hối hận. Đồng tử à, cô em khóa dưới của tôi giao cho cậu đó. Không được ức hiếp em ấy. Tôi sẽ không có lỗi với Giai Kỳ đâu. Nếu như tôi có lỗi với cô ấy, tôi sẽ bị xét đánh. Sao anh lại nói nghiêm trọng vậy? Đồ ăn đều nguội rồi. Học trưởng, anh ăn nhiều một chút. Giai Kỳ à, không phải cậu nói giảm cân sao? Ăn ít thôi, nào. Vậy tự nhiên nha. Chị à, em lo lắng cứ như thế này, Mạnh tổng thực sự sẽ
Chút kế hoạch quảng cáo của Như Mộng Viên đi mất. Không cần lo lắng đâu, cô chỉ cần làm theo kế hoạch của tôi là được. Nếu như bên chỗ đó có ý kiến gì, tôi sẽ đứng ra giải quyết. Vậy tất cả phải nhờ vào chị rồi. Chuyện công nói xong rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện riêng đi chứ. Tôi không cần biết giữa Tiểu Cường và Tiểu Mạn đã xảy ra chuyện gì. Đứng trên góc độ của một người chị, tôi không hy vọng hôn nhân của bọn họ có vấn đề gì. Cô hiểu ý của tôi chứ? Em hiểu. Nhưng mà chị à, cuộc hôn nhân của bọn họ đã xảy ra vấn đề từ trước khi em xuất hiện rồi. Nếu không phải vì em, Tiểu Cường đã ly hôn lâu rồi. Ý của cô là gì? Ý của cô là bây giờ tôi phải cảm ơn cô sao? Không, ý của em không phải như vậy. Em nói là sự rút lui của em không có bất cứ sự giúp đỡ nào cho cuộc hôn nhân của họ, ngược lại sẽ càng đẩy nhanh bọn họ chia tay. Về công về tư, sự giúp đỡ của em đối với Tiểu Cường cũng nhiều hơn người khác. Vì thế em hy vọng duy trì hiện trạng bây giờ cũng không quá đáng. Cô cũng thật dám nói đó. Cô lại khiến tôi nghĩ tới một người. Vừa nhắc đến tình cảm liền ken gai không sợ chết đứng, khiến tôi thấy liền tức giận. Những lời của em, nếu như chị nghe không thấy thoải mái, vậy thì em xin lỗi chị. Nhưng đó đều là sự thật. Nếu như cô còn muốn duy trì tình trạng hiện nay với Tiểu Cường, thì hãy ngoan ngoãn phối hợp với tôi. Nhớ rõ, cô với nó chỉ có thể duy trì tình trạng hiện nay. Hiểu chưa? Nhà họ Mạnh chúng tôi sẽ không gánh được tiếng xấu như vậy nữa đâu. Hòa Bình, con về nhà một chuyến. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Dân, con biết rồi, con về ngay đi. Hòa Bình, người làm sự nghiệp lớn tuyệt đối không được vì chuyện riêng tư mà phân tâm. Chỉ vì Giai Kỳ không làm dự án như Mộng Viên, con liền rút quảng cáo Đại Minh ra khỏi dự án quảng cáo Mộng Viên. Con nói như vậy được không? Hơn nữa, Đại Minh là công ty mà cậu con làm tổng giám đốc. Làm gì có chuyện quảng cáo của công ty mà lại không giao cho công ty của nhà làm? Chẳng lẽ con muốn giao cho người khác làm sao? Như vậy không ra sao cả. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Chuyện này con có cách nghĩ của con. Ba con vẫn đang nhậm chức ở trong cơ quan nhà nước. Những bài viết trên mạng đã khiến cho ông ấy mất hết thể diện. Chẳng lẽ con không có một chút áy náy nào sao? Nếu như con còn u mê không tỉnh ngộ, tùy ý làm việc, con còn xứng đáng với cái nhà này hay không? Con khiến mẹ đau lòng quá. Đều là tại mẹ không dạy dỗ con cho tốt, khiến cho nhà họ Mạnh chúng ta xấu hổ. Mẹ, mẹ đừng buồn nữa. Con hứa với mẹ, dự án của Như Mộng Viên con không rút lui nữa. Như vậy mới là con trai ngoan của mẹ.
rồi. Gián tiếp theo đến lượt tôi. Khó khăn lắm mới thắng được đó. Anh đừng để thua đó, biết chưa? Cố lên, cố lên, cố lên. Con người anh bình thường chính là quá kìm nén rồi. Em thấy thực sự anh cần phải rút hết ra. Anh không phải luôn ghét bỏ em sao? Lại nói là em tính đàn ông, vừa lười vừa ăn nhiều nữa. Lấy chút khí phách đàn ông ra đi. Mau rút hết những điều bất mãn trong lòng ra đi. Dùng sức để ném, nào ném đi. Đây chính là một cách giảm áp lực đó. Học trưởng có thể bắt đầu chưa? Cố lên. Học trưởng chính là một tên ngốc. Chính là một tên ngốc đại ngốc. Cô gái tốt như vậy không biết trân trọng. Tay lạnh cũng không biết o bế. Châu Tịnh An không được đi tham gia xem mắt nữa. Bởi vì tôi yêu Châu Tịnh An. Tôi yêu Châu Tịnh An. Tôi thực sự yêu Châu Tịnh An. Người tôi yêu nhất. Tôi thực sự yêu Châu Tịnh An. Chỉ yêu Châu Tịnh An. Yêu Châu Tịnh An. Được rồi. Yêu Châu Tịnh An. Tôi yêu Châu Tịnh An.